sa thải anh ta thì có một lá thư khác đến từ Chicago viết rằng: "Tôi vừa đến đây và đã bán được nửa triệu." Giám đốc kinh doanh vừa cảm thấy bối rối nếu phải sa thải nhân viên ngu dốt này, vừa e ngại nếu không xử lý, anh ta sẽ gặp rắc rối lớn với chủ tịch công ty. Sáng hôm sau, các nhân viên trong phòng kinh doanh ngạc nhiên khi nhận thấy phía trên bảng thông báo ngoài hai bức thư của nhân viên bán hàng rốt nát nọ là một thông báo của vị chủ tịch: chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để ánh vấn đề thay vì cố gắng bán hàng. Hãy nhìn vào doanh số án hàng này, tôi muốn mọi người nên đọc thêm những bức thư này của Gotch. Anh ấy đang lên đường và tạo ra những ảnh hưởng o lớn cho chúng ta. Các vị nên đi ra ngoài và làm những gì anh ta đã làm. Rõ ràng, bất kỳ giám đốc kinh doanh nào cũng thích một nhân viên có thể vừa bán hàng giọt, vừa viết đúng chính tả. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người có khả năng đem lại ảnh hưởng lớn ngay cả khi họ không được học hành đến nơi đến chốn. Với cấp độ 4 là phát triển con người, làm thế nào để nhận ra một nhà lãnh đạo? Có ý kiến cho rằng để nhận ra một nhà lãnh đạo thật sự, hãy xem nhân viên của anh ta có tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao không. Một nhà lãnh đạo tài giỏi không phải nhờ quyền lực người đó nắm trong tay, mà ở chỗ có khả năng phát huy tài năng của người khác. Sự thành công mà không có người kế tục thì đó là sự thất bại. Giúp đỡ những người xung quanh phát triển là trách nhiệm chính của mỗi nhân viên. Xem chương 7. Lòng trung thành của đội ngũ kế cận đối với nhà lãnh đạo đạt được ở mức độ cao nhất khi họ ngày càng trưởng thành dưới sự dìu dắt của nhà lãnh đạo. Quá trình đó được diễn ra như sau. Tại cấp độ 2, nhân viên quý mến nhà lãnh đạo. Tại cấp độ 3, nhân viên khâm phục nhà lãnh đạo. Tại cấp độ 4, nhân viên trung thành với nhà lãnh đạo. Rõ ràng, nhà lãnh đạo giành được trái tim của mọi người bằng cách giúp họ tự phát triển bản thân. Trong trường hợp của Shelley Fleischer, một trong những nhân viên chủ chốt của tôi, là một ví dụ. Khi mới gia nhập nhóm, cô ta không phải là người của công chúng. Tôi đã chủ động giúp đỡ cô cho đến khi cô thật sự trở thành người của công chúng. Giờ đây, cô đã thành công trong việc phát triển những nhân viên khác. Có một sợi dây liên hệ giữa việc cô đã làm với lòng trung thành của cô dành cho sự lãnh đạo của tôi, và cả hai chúng tôi đều biết lý do. Khoảng thời gian mà tôi làm việc cùng cô cũng đã mang lại sự thay đổi tích cực. Cô ấy sẽ không bao giờ quên những gì tôi đã làm cho mình. Ngược lại, thời gian cô ấy dành để làm việc với những người khác cũng sẽ giúp tôi rất nhiều, và tôi sẽ không bao giờ quên. Tất cả những nhà lãnh đạo xung quanh bạn nên là những người mà bản thân bạn đã trực tiếp tiếp xúc hay giúp đỡ họ phát triển ở một mức độ nào đó. Khi điều đó xảy ra, tình yêu và lòng trung thành sẽ được thể hiện từ những người gần gũi nhất của bạn và từ những người mà những nhà lãnh đạo chủ chốt của bạn tiếp xúc. Tuy nhiên, khi bạn tiến lên các bậc thang ảnh hưởng trong tư thế của một nhà lãnh đạo, thì cư xử thoải mái với người trong nhóm mà bạn đã phát triển quen mình có thể bạn sẽ phiền toái. Có thể bạn không nhận ra rằng nhiều nhân viên mới coi bạn là nhà lãnh đạo chức vị thì bạn đã không tiếp xúc với họ. Những gợi ý sau sẽ giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo có khả năng phát triển mọi người. Hãy đi thật chậm qua đám đông. Có một số cách để giữ mối quan hệ với tất cả mọi người. Khi còn là một mục sư, tôi đã thực hiện điều này trong giáo đoàn 5.000 người của mình. Thuộc tên của họ, trao đổi thiếp với giáo đoàn và đọc thiếp mọi người gửi tặng. Mỗi tuần tôi nhận được khoảng 250 thiếp, đọc hết đơn phỏng vấn của hội viên xin gia nhập, đọc và trả lời những bức thư gửi đến cho tôi. Mỗi năm tham gia một hoạt động xã hội của từng trường học, từng lớp học của trường Sunday, phát triển các lãnh đạo chủ chốt. Tôi đã gặp gỡ giảng dạy cho những người có ảnh hưởng trong tổ chức. Đến lượt mình, họ truyền lại cho người khác những gì tôi đã cung cấp cho họ. Cấp độ 5 là cấp độ cá nhân. Chúng ta sẽ không dành nhiều thời gian để thảo luận về cấp độ cá nhân vì đa phần mọi người chưa đạt đến mức độ này. Chỉ khi kỹ năng lãnh đạo được thử thách,
trong suốt cả một cuộc đời thì mới cho phép chúng ta đạt được cấp độ năm và hạt trái được thành gặt hái thành có ý nghĩa vĩnh cửu. Bước lên những bậc thang lãnh đạo, dưới đây là một số điều bổ sung trong quá trình phát triển kỹ năng lãnh đạo. Càng lên cao càng cần nhiều thời gian. Mỗi khi bạn thay đổi công việc hoặc bắt đầu tham gia nhóm mới, hãy khởi đầu từ cấp độ thấp nhất rồi tự mình tiến lên những bậc cao hơn. Càng lên cao, quyết tâm phải càng lớn. Quyết tâm càng tăng nên phải giống như con đường hai chiều. Không chỉ riêng bạn ngày càng quyết tâm mà những cá nhân liên quan khác cũng phải như vậy. Khi lãnh đạo hay nhân viên không sẵn sàng hy sinh để đáp ứng các yêu cầu ở cấp độ mới thì tầm ảnh hưởng sẽ giảm dần. Càng lên cao càng dễ lãnh đạo. Hãy quan sát quá trình tiến triển từ cấp độ 2 lên cấp độ 4. Đầu tiên người ta chỉ thích tính cách của bạn, sau đó những gì bạn làm vì lợi ích của mọi người, đến là thích những gì bạn làm với tư cách cá nhân. Mỗi cấp độ khi nhà lãnh đạo và nhân viên của anh ta vượt qua là thêm ý nghĩa, là thêm mỗi lý do là vì sao mọi người muốn đi theo họ. Càng lên cao càng phát triển. Sự phát triển có thể xảy ra khi có sự thay đổi hiệu quả. Khi bạn vượt qua các cấp độ lãnh đạo, việc thay đổi sẽ dễ dàng hơn. Khi bạn phát triển, mọi người sẽ cho phép bạn và thậm chí hỗ trợ bạn để thực hiện những thay đổi cần thiết. Bạn tiếp, mình đã học hết 6 trang. Và tiếp theo là xin mời chị Nga ạ. Xin cảm ơn bạn Oanh, giọng đọc rất là thánh thót nhá. Nhưng mà hôm nay mình có một cái nội dung khá là hay của nhóm 5. Đáng lý là mình sẽ là đọc sách, nhưng mà có một bạn của nhóm 5 chuẩn bị ra ở riêng đi một nhóm khác. Nên là bạn ấy muốn là hôm nay bạn ấy tham gia và đóng góp một phần giống như là một lời chào tạm biệt nhóm 5 vậy đó. Nên là mình sẽ nhường cái phần đọc sách này của dành cho bạn Hải Quỳnh nhá. Và rồi, xin mời bạn Hải Quỳnh đó rồi. Mời bạn Hải Quỳnh nhé. Rồi, mời Hải Quỳnh. Vâng. Năm cấp độ lãnh đạo. Mình sẽ đọc cái này sẽ đọc từ dưới đi lên. Đúng rồi. Chính xác. Quyền hành, mọi người đi theo bạn người học phải theo. Lưu ý, tầm ảnh hưởng của bạn sẽ không vượt quá giới hạn trong công việc của bạn. Nếu bạn ở cấp độ này càng lâu thì tỷ lệ suy nghĩ việc càng cao và tinh thần làm việc càng xuống thấp. Một, ích vị. Các mối quan hệ mọi người theo bạn vì họ muốn vậy. Lưu ý, nhân viên làm việc cho bạn không chỉ vì thích chức danh bạn đang nắm giữ. Cấp độ này tạo không khí làm việc vui vẻ, tự nguyện. Tuy nhiên, nếu duy trì cỡ lâu ở cấp độ này mà người không tiến triển thêm, bạn sẽ khiến những người làm việc tận tụy vì mình cảm thấy sốt ruột. Hai, sự chấp thuận. Kết quả, mọi người đi theo bạn vì những gì bạn đã làm cho tổ chức. Lưu ý, ở cấp độ này, hầu hết mọi người có cảm nhận thành công. Họ yêu quý bạn và những gì bạn đang làm. Đó là động lực giúp dễ dàng giải quyết mọi vấn đề. Ba, định hướng kết quả. Tái tạo mọi người đi theo bạn vì những gì bạn đã làm cho họ. Lưu ý, sự tăng trưởng dài hạn diễn ra ở cấp độ này. Cam kết phát triển đội ngũ lãnh đạo để đảm bảo sự phát triển liên tục cho tổ chức và các cá nhân. Hãy làm bất cứ điều gì bạn có thể làm để đạt được và duy trì ở cấp độ này. 4. Phát triển con người. Sự tôn trọng. Mọi người đi theo bạn vì bạn là ai và bạn đại diện cho điều gì. Lưu ý, cấp độ này dành cho những nhà lãnh đạo đã mất nhiều thời gian để phát triển con người và tổ chức. Rất ít người đạt được cấp độ này, đa phần là hân hoan khoác lác. 5. Cá nhân. Đừng bao giờ bỏ qua cấp cơ bản. Mỗi cấp độ sau luôn dựa trên cấp độ trước và sẽ đổ sụp nếu ta bỏ qua cấp độ thấp hơn. Ví dụ, nếu bạn bỏ qua cấp độ chấp thuận các mối quan hệ để lên đến cấp độ định hướng kết quả, bạn ngừng quan tâm những người theo bạn giúp bạn tạo nên kết quả, họ sẽ cảm thấy bị lợi dụng. Khi bạn tiến lên các cấp độ cao hơn, vai trò lãnh đạo của bạn đối với một người hay nhóm người ngày càng vững chắc và sâu sắc hơn. Nếu bạn đang lãnh đạo một nhóm người, bạn sẽ không ngang hàng với tất cả mọi người. Không phải mọi người đều phản ứng giống nhau trước sự lãnh đạo của bạn. Để duy trì hiệu quả vai trò lãnh đạo của bạn, phải đưa những người có ảnh hưởng trong nhóm cùng bạn tiến lên cấp độ cao hơn. Tầm ảnh hưởng của bạn kết hợp với tầm ảnh hưởng của những nhà lãnh đạo khác
sẽ đem lại sự bền vững dài lâu. Thiếu điều này, quyền lợi và lòng trung thành trong nhóm sẽ bị chia rẽ. Ảnh hưởng. Đến lúc này, chúng ta đã hiểu thế nào là tầm ảnh hưởng và làm sao để tăng cường ảnh hưởng. Để tiến lên được vị trí cao nhất, bạn phải làm hai điều. Hiểu rõ cấp độ lãnh đạo hiện tại của bạn. Vì bạn sẽ ở những cấp độ khác nhau với những người khác nhau, bạn cần biết ai đang ở cấp độ nào. Nếu những người có ảnh hưởng lớn nhất trong công ty đang ở các cấp độ cao nhất và họ ủng hộ bạn, bạn sẽ thành công trong việc lãnh đạo những người khác. Nhưng nếu họ không ủng hộ bạn, rắc rối sẽ sớm nảy sinh. Thấu hiểu và áp dụng những phẩm chất cần thiết để thành công ở mỗi cấp độ. Dưới đây là những phẩm chất mà bạn phải thể hiện xuất sắc trước khi tiến lên các cấp độ cao hơn. Cấp độ 1. Chức vị, quyền hành. Hiểu rõ công việc của bản thân. Hiểu rõ lịch sử công ty. Liên hệ lịch sử công ty với con người trong công ty. Nói cách khác, hãy trở thành thành viên thực sự của công ty. Gánh vác trách nhiệm. Luôn làm tốt công việc của bạn. Làm được nhiều hơn mong đợi. Đưa ra những ý tưởng sáng tạo để thay đổi và cải tiến. Cấp độ 2. Sự chấp thuận. Các mối quan hệ. Có tình cảm chân thành với mọi người. Giúp đỡ mọi người làm việc với bạn thành công hơn. Thấu hiểu nội tâm của mọi người. Quan tâm tới mọi người hơn là chỉ quan tâm đến những quy trình. Hãy làm để ai cũng có lợi. Hoặc là không làm gì cả. Thu hút người khác tham gia làm việc cùng bạn. Cư xử khôn khéo với những người khó tính. Cấp độ 3. Định hướng kết quả. Đề xướng và gắn góp trách nhiệm phát triển công ty. Phát triển và theo đuổi mục đích đã đề ra. Biến nội dung công việc và hỗ trợ và nỗ lực thực hiện trở thành phần không thể thiếu trong tuyên bố về mục đích phấn đấu. Nâng cao hiệu quả công việc bắt đầu từ chính bạn. Biết và làm những việc mang lại lợi ích lớn. Truyền đạt chiến lược và tầm nhìn của công ty tới mọi người. Trở thành tác nhân thay đổi, làm chủ quỹ thời gian. Đưa ra những quyết định quan trọng, đem lại sự thay đổi lớn lao. Cấp độ 4. Phát triển con người, tái tạo. Nhận thức được con người là tài sản có giá trị nhất. Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, trở thành hình mẫu cho mọi người nói theo. Tập trung nỗ lực lãnh đạo 20% số nhân viên hàng đầu của bạn. Tạo cơ hội thăng tiến cho những nhà lãnh đạo chủ chốt của bạn. Có khả năng thu hút những cá nhân tài năng để theo đuổi một mục tiêu chung. Cấp độ 5. Cá nhân, sự tôn trọng. Đi theo bạn là những người trung thành và sẵn sàng hy sinh vì bạn. Bạn đã mất nhiều năm đào tạo nên những nhà lãnh đạo. Bạn trở thành một chính khách, một chuyên gia tư vấn được mọi người công nhận. Niềm vui lớn nhất của bạn là nhìn thấy những người khác trưởng thành và phát triển. Bạn vượt trội hơn công ty của mình. Mỗi người là một nhà lãnh đạo. Vì điều đó, ảnh hưởng đến một ai đó. Không phải ai cũng có khả năng trở thành nhà lãnh đạo vĩ đại, nhưng có thể trở thành nhà lãnh đạo hiệu quả hơn. Có hai câu hỏi bạn cần phải đáp là: bạn sẽ phát huy tiềm năng lãnh đạo trong mình chứ? Và bạn có sử dụng những kỹ năng lãnh đạo của mình để giúp mọi người phát triển hơn không? Cuốn sách này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Ảnh hưởng của tôi. Trước khi ngày đến rồi đi, bao người thay đổi cũng vì đời tôi. Trước khi ngã bóng mặt trời, bao nhiêu vết sáng vết đen đây rồi. Ước mong chỉ có một thôi, cầu kinh mãi mãi muôn đời là đây. Nếu như có đụng đến ai, cho con giúp ích thì làm tươi cuộc đời. Dạ, chắc mình dừng ở đây hả con, hay là mình đọc tiếp ạ? À, còn khoảng 3 phút nữa à, đọc... Dạ là con đọc nốt cái này luôn. Dạ là các bước phát huy tiềm năng lãnh đạo của bạn. Củng cố kiến thức lãnh đạo là 2. 5 cấp độ lãnh đạo là 3. Đối với hầu hết mọi người, hiện tại tôi đang ở cấp độ lãnh đạo nào? 4. Đối với những người có tầm ảnh hưởng khác, hiện tôi đang ở cấp độ nào? Trả lời: 1. Liệt kê 5 người có ảnh hưởng lớn nhất trong công ty của bạn. Bạn đang ở cấp độ ảnh hưởng nào đối với họ? Họ đang ở cấp độ ảnh hưởng nào đối với người khác? 2. Mỗi tháng dành 1 giờ tìm hiểu và xây dựng mối quan hệ với 5 người có ảnh hưởng lớn nhất trong công ty bạn. 3. Dành 2 giờ mỗi tháng làm việc với nhóm người có ảnh hưởng lớn nhất và phát triển họ. Giờ thứ nhất cùng nhau xem lại một chương trong cuốn sách này. Giờ còn lại cùng nhau thực hiện kế hoạch củng cố hoạt động của công ty. 4. Xem lại các phẩm chất của từng cấp độ lãnh đạo và chọn ra 3 vấn đề bạn cảm thấy yếu và cần hoàn thiện hơn. Thế rồi ạ. Rồi, cảm ơn nha. Quỳnh nha. À, chúng ta cũng vừa đọc qua tất cả các cái phần ở trong này. Từ trang 31 là cấp độ 3.
và cũng đọc được hết một cái phần mà trong đó cũng đã hướng dẫn chúng ta làm một số việc và cũng như là hiểu chúng ta là những cái cấp độ lãnh đạo thì nó như thế nào. Và để hiểu rõ hơn được cái phần này thì tiếp theo thì cũng xin mời bạn Yến ạ. Và chúng ta bắt đầu vào phần tiếp theo, đó là phần wrap up, thì cũng xin mời bạn Yến sẽ là người wrap up đầu tiên ạ. Xin mời bạn Yến nha. Vâng, em cảm ơn chị Oanh, xin chào mọi người. Cũng rất là cảm ơn chị Oanh vì là chị cũng đã ưu ái cho Yến là người wrap up đầu tiên của cái phần đọc này. Thì qua cái phần đọc này ấy, thì đối với mình thì mình cảm nhận rất là sâu sắc, bởi vì thực ra là mình cũng có một cái may mắn khi được đến dự convention ở Singapore và cũng đã được gặp người thầy John Maxwell này. Tuy nhiên là khi ở đó đấy thì cái mình thấy cái lớn nhất đó là cái sự ảnh hưởng của cái người của John Maxwell nhiều hơn là khi mà mình đi sâu vào cái việc đọc như thế này. Thế thì hôm nay mà nghe mọi người đọc xong ấy thì mình cũng có một chút suy nghĩ như thế này. Thứ nhất là ngày hôm qua sau khi nghe cái phần đọc của về cái cấp độ 1 và cấp độ 2 đấy thì mình sơ hiểu sâu sắc hơn một điều, đó là đúng là người lãnh đạo thì không chỉ đơn giản là một vị trí mà là cả một tiến trình phấn đấu không mệt mỏi. Thế và đến ngày hôm nay thì sau khi nghe mọi người đọc cái cấp độ 3, cấp độ 4 và cấp độ 5 thì thực sự là mình thấy rằng là rất là thấm thía với cả cái suy nghĩ, đó là khi mà nâng cao cái cấp độ lãnh đạo đấy thì có nghĩa là cái khả năng ảnh hưởng của người đó đến với người khác thì lại càng phải nhiều hơn. Mà nếu mà mình đạt được cái ảnh hưởng của mình đến với những cái người mà tạm gọi là cấp dưới của mình ấy thì chắc chắn là cái kết quả nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thế và trong năm cái cấp độ này đấy thì mình cũng thích nhất đó là cái cấp độ 4. Mặc dù là chúng ta đều hiểu với nhau là các cái cấp độ này chúng ta đều phải rèn luyện từng ngày một thì nó mới hoàn thiện được cái con người, như là trong cái quyển sách mà tác giả nói đến năm cấp độ này ạ. Thế nhưng mà cái cấp độ thứ 4 thì mình cũng thích hơn cả, đó là khi mà mình đã là người lãnh đạo ở cái cấp độ này thì cái việc mà phát triển con người là hết sức cần thiết. Do đó là muốn trở thành người lãnh đạo có ảnh hưởng thì cái việc mà sắp xếp hợp lý các cái vị trí trong một đơn vị hoặc là trong một cái nhóm mà mình là lãnh đạo thì để phát huy được làm sao được cái điểm mạnh cũng như là hạn chế của những người đó thì chắc chắn sẽ mang được kết quả tốt hơn. Thế thì chúng ta thường biết là khi một cái người thành công ấy thì cái việc mà khám phá cũng như là tự hoàn thiện được bản thân mình thì là sự cố gắng rồi. Tuy nhiên là nếu khám phá và phát huy được những cái khả năng của những người xung quanh mình thì điều đó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Do đó là trong cái phần này thì mình thấy là nếu mà đã là người lãnh đạo rồi thì mình phải làm sao mà tạo cái ảnh hưởng để tạo ra được những người mà cũng sẽ trở thành được lãnh đạo. Cái đấy là được cái cách là làm gương để làm sao mà để cho tất cả mọi người sẽ học hỏi lẫn nhau, quan sát chủ động trong công việc và hỗ trợ mọi người cùng có một cái sự cố gắng cũng như là phấn đấu để làm sao mà làm tốt hơn cái công việc của mình. Đó. Thế và thêm một cái nữa là qua năm cái cấp độ này, cấp độ 5 thì mình không có nói nhiều, bởi vì đúng là trong ngay trong đây thì tác giả cũng nói là ở cái cấp độ 5 này ấy thì là một cái cấp độ rất là khó đạt được. Thế và mình cũng rất là hy vọng là sẽ nhìn thấy được một ai đó sẽ dần dần tiến lên ở cái cấp độ này, bởi vì đó là một cái người khá là hoàn chỉnh. Tuy nhiên là sau khi mà nghe hoàn chỉnh được cả những cấp độ này á thì mình rút ra 4 nội dung thôi mà mình cũng rất là tâm đắc. Đó chính là thứ nhất là khi mà sinh ra thì không ai sẽ là lãnh đạo ngay, mà chúng ta phải trải qua một cái quá trình rèn luyện bản thân cũng như là hoàn thiện những cái kỹ năng để trở thành lãnh đạo. Thì chắc chắn là cái vấn đề này thì chúng ta đều có thể làm được, đúng không ạ? Tức là chúng ta đều có thể trau dồi, đều có thể rèn luyện để làm sao mình trở thành một cái người lãnh đạo.
Thế và cái điều thứ hai mà mình tâm đắc đó chính là chúng ta đều có rất nhiều cơ hội để trở thành lãnh đạo, và cái cơ hội đó đều đều nằm trong cái tầm tay của chúng ta, mà chúng ta có thể nắm bắt được, chúng ta có tận dụng hay không thôi. Vâng, thế và cái thứ ba là mình cũng rất là thích một cái ý đó là mình muốn trở thành một người có ảnh hưởng tốt trong thời gian tới, thì ngay từ hôm nay mình cũng phải tức là rèn luyện, đầu tư cũng như là hoàn thiện mình dần dần tốt hơn, thì chắc chắn là mình sẽ có ảnh hưởng được đến người xung quanh. Thế và cái thứ tư nữa mà mình thấy là mình học được trong cái phần đọc này, đó là sau phần đọc này thì chắc chắn mình sẽ hiểu được là mình đang ở cái cấp lãnh đạo nào ạ, và mình còn thiếu gì, thì chắc chắn là mình sẽ cố gắng sao mà mình sẽ học hỏi thêm, không dám nghĩ rằng là mình sẽ trở thành những cái gì đó cao xa, nhưng ít nhất là mình sẽ có những cái ý thức để hoàn thành mình, để làm lãnh đạo bản thân mình đầu tiên. Thế còn sau đó thì mình sẽ tạo những cái ảnh hưởng để sao mà dẫn dắt được những người xung quanh mình, dẫn dắt lãnh đạo được ngay cả những cái con cái mình. Nghe lãnh đạo thì nó cao xa, nhưng chính là làm sao mà mình có thể rèn giũa được những cái người mà con cái mình, để làm sao có những cái ảnh hưởng tốt nhất và sẽ thực hiện được cái điều đó trong tương lai. Và hôm nay thì đọc cái phần này thì thực ra là về cái cảm nhận thì rất là nhiều, nhưng mà phần nói ra thì nó có thể là chưa chưa hoàn thiện lắm, thì mình cũng muốn là dành cái phần đó cho những người khác để mình tiếp tục hoàn thiện thêm cái phần nghe cũng như đọc của mình. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Ôi, cảm ơn bạn, cảm ơn Yến nhé. Hôm nay Yến góp up thì mình thấy rằng là cái phần góp up của bạn Yến cũng có rất là nhiều cái kinh nghiệm trong cái quá trình mà bạn Yến cũng như là đã thực hiện và cũng đã làm được cái phần phần của mình, và mình thấy rằng là rất là tâm đắc. Là thông qua cái phần này thì mình cũng thấy rằng là cái việc đầu tiên trong cái cuốn sách này thì các bạn cũng đã nói đến cái việc tác giả cũng đã nói đến cái việc là chúng ta phải tự lãnh đạo được cái bản thân, và đây cũng đã là ý của tầm vậy. Cho nên là bà cũng mình tôi là hôm nay có Quỳnh Mai, bạn Mai thì cho nên là bạn cũng đã hôm qua thì cũng có bận, nhưng mà hôm nay thì Mai cũng đã xung phong xin để wrap up với phần này thì cũng rất là vui. Và bây giờ thì mời Mai nha. Dạ vâng ạ. Mai ơi. Em alo ạ. Rồi, nghe thấy rồi Mai à. Dạ vâng ạ. Vừa rồi thì em đến nghe phần góp của chị Hải Yến rất là tuyệt vời, và hầu như là tóm tắt lại toàn bộ cái nội dung của cái buổi đọc sách buổi sáng ngày hôm nay. Thì chị Yến cũng chính là một lãnh đạo mà cái tình cảm và mà của em nhận được từ chị Yến cũng rất là sâu sắc. Thế nên là khi mà được nghe cái và nghe và được đọc cái nội dung của ngày hôm nay, thì em cũng cảm thấy một điều là đối với một người lãnh đạo, khi mà trước nhất là có hai cách để trở thành người lãnh đạo. Thứ nhất là bạn được từ trên bổ nhiệm xuống, đó là do năng lực của bạn đi lên, và cái thứ hai là bạn được từ những sự ưu ái của đồng nghiệp đưa lên. Là có hai cách thức được làm lãnh đạo, chứ không phải tự dưng mình sinh ra đã được làm lãnh đạo ngay. Thì trong quá trình làm lãnh đạo thì người lãnh đạo đó đã không ngừng hoàn thiện bản thân và luôn quan tâm tới mọi người xung quanh, bởi vì chính cái sức ảnh hưởng của mọi người xung quanh á là đã đưa bạn đi lên các cấp độ cao hơn. Và trong quá trình làm lãnh đạo thì có những người lãnh đạo mà có cái tâm ấy, bao giờ họ cũng nâng đỡ những người xung quanh để giúp họ có cái khả năng tự hoàn thiện bản thân mình, hoặc là trỗi dậy những cái tài năng tiềm ẩn trong trong họ mà có khi là họ không khám phá ra được. Thế nhưng một người lãnh đạo họ có thể nhận ra được những cái con người có cái khả năng đó, và chính vì như thế mà những nhân viên cấp dưới và họ sẽ dành những cái sự tôn trọng đối với người lãnh đạo của mình. Và cái tình cảm khi mà đã ngày càng đi lên thì cái người lãnh đạo đó sẽ đạt được những cái cấp độ cao hơn.
Trong cái quá trình làm lãnh đạo của mình, còn nếu như người lãnh đạo mà không biết quan tâm chia sẻ với những đồng nghiệp, từ là những người mới hay những người cũ, thì họ sẽ không ở cái vị trí đó lâu bền được. Còn toàn bộ cái nội dung mà em cũng muốn chia sẻ thì chị Yến cũng đã vừa chia sẻ hết rồi. Em xin cảm ơn ạ. Xin hết. Rồi, cảm ơn Mai. Mai nói cũng rất là Mai nói cũng rất là hay, và trong cái buổi wrap up ngày hôm nay thì mình cũng xin mình cũng sẽ mời một số bạn trong các nhóm khác để các bạn cùng tham gia với mình. Hôm qua thì mình có mời bạn Vũ Minh, Minh Hiền và Lê Thơm, nhưng mà mọi người lại ở trong cùng một nhóm cho nên thôi, trước hết nếu mà mình cũng sẽ xin mời Lê Thơm trước, còn nếu mà có thời gian thì mình sẽ mời tiếp các bạn wrap up cùng với nhóm mình nha. Rồi, xin mời Thơm ạ. À. Rồi, con chào cô Anh nha. Con chào mọi Rồi. người. À, hôm nay á, con đọc đến đây á, thì con cảm giác á, là cái tầm ảnh hưởng của mình á, không phải là cái người lãnh đạo cấp cao á, là người ta có một cái tầm ảnh hưởng lớn, mà ai cũng có được một cái sự tầm ảnh hưởng cả. Nhưng mà tầm ảnh hưởng đó á, là do quá trình cái rèn luyện của mình, quá trình mình càng ngày càng phát triển á, thì chắc chắn những người xung quanh mình sẽ làm cho ảnh hưởng những người xung quanh. Cho nên là ở đây á, không phải là những cái người tài người giỏi hay là những người học cao này kia thì người ta sẽ là mang lại được cái tầm ảnh hưởng của người khác. Ở đây con thấy á, là hôm nay con đọc càng đọc á, thì con cảm giác là mình đều được phải rèn luyện và phải qua một thời gian dài thì chắc chắn mình sẽ ảnh hưởng vào người. Đặc biệt á, hôm nay con đọc từ đầu đến cuối á, thì năm cái cặp đầu thì con thấy qua cái biểu đồ á, qua cái biểu đồ á, con thấy là từ từ dưới lên trên á, thì càng càng đọc con càng cảm giác là con ứng dụng vào thực tế luôn, hiện tại công ty luôn. Thì ví dụ như con mà cứ nằm tại một chỗ, con không có phát triển lên á, thì chắc chắn ảnh hưởng của con không có đến với ai hết trơn á, và họ còn coi thường con nữa. Nên là qua đây thì con cảm giác là mỗi người chúng ta ai cũng cần phải là hoàn thiện mình, hoàn thiện hàng ngày thì là cái tầm ảnh hưởng của mình càng lớn, và chắc chắn khi đó mình cũng sẽ trở thành là nhà một người lãnh đạo, và lãnh đạo không ai hết mà trước hết là lãnh đạo bản thân mình đó. Thì qua những cái con trong trong cái cuốn sách này con cũng nốt nhiều thứ lắm, nhưng mà hồi nãy giờ chị Mai với cô chị Yến đã nói hết rồi nên con cũng không muốn nói lại nữa, nhưng mà con thấy là con vẫn thích là cái cấp độ 4. Cái cấp độ 4 thì mình phải phát triển qua từng cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3. Thì đó là những cái mà con thấy là sức ảnh hưởng của mỗi người á, đều là do chính mình tạo ra. Nên là rồi con có một cái câu đó. Không phải mọi người đều phản ứng giống nhau trước sự lãnh đạo của bạn. Nghĩa là mình đã lên được sự lãnh đạo nhưng mà không phải là ai cũng phản ứng giống nhau hết, mỗi người đều có một cách khác. Ví dụ như mình trở thành nhà lãnh đạo á, nghĩa là ở đồi dưới mình phải giúp những người ở dưới cũng phải là lên một cái cấp độ lãnh đạo, không kể cấp độ đó là cấp độ mấy. Thì cảm ơn cô Anh, hôm nay cô Anh đã cho con cái buổi wrap up. Con xin hết ạ. Rồi, cảm ơn Thơm. Thơm cũng đã nói được lên rất là nhiều những cái cảm nghĩ của mình. Alo, dạ. Và tiếp theo nữa thì mình trong cái nhóm ngày hôm qua mời thì thôi mình cũng sẽ mời tiếp, đó là bạn Vũ ạ. À. Vũ có đây không Vũ ơi? Để cho có một tiếng bạn nam cho nó vui nha. Hình như bạn Vũ ao mất rồi. À, xin mời, nếu mà bạn không thấy bạn Vũ ạ. À. Bạn Vũ đâu mất rồi? À, vậy thì thôi mời mời anh Lộc nhé, mời Lộc nhé. Lúc ơi Lộc ơi, anh Lộc có nói được không? Alo? Alo Lộc Nguyễn ơi. Alo, chị Anh nghe rõ không ạ? À, chị nghe rõ rồi. Anh Lộc ơi. Xin chào tất cả mọi người. Thì cũng qua cái việc đọc sách của buổi ngày hôm nay á, thì Lộc cũng cảm nhận được nhiều điều hay. Thứ nhất thì trải qua của các cấp lãnh đạo, các cấp độ lãnh đạo đó thì
Điều tâm đắc nhất là Lộc cảm thấy rằng tác giả muốn nhắn nhủ chúng ta là không có bỏ qua một cái cấp độ nào cả. Phải đi từ cái cấp độ đơn giản nhất, cấp độ một, cấp đi lên lãnh đạo là bằng cái tình yêu thương. Bằng tình yêu thương đó thực sự nó rất là nhiều ý nghĩa. Mình phải thấu hiểu mọi người, mình thấu hiểu những cái thành viên ở ở trong cái đội nhóm của mình hoặc là trong cái tổ chức của mình. Và một điểm nữa là luôn luôn chúng ta phải học hỏi, chúng ta phải trau dồi, phải phát triển bản thân mình. Thì qua cái sự phát triển của bản thân mình thì chắc chắn mình sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Mình muốn nhắn gửi như vậy cho anh ạ. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh Lộc ạ. Và bây giờ chúng ta cũng vẫn còn 6 phút, nhưng mà có lẽ là mình cũng sẽ mời, để trước khi mà chị Nga là người wrap up cuối cùng, thì mình cũng sẽ mời thêm một bạn nữa trong trong nhóm nữa. Rồi để chúng ta cũng sẽ cùng với nhóm Nam wrap up ngày hôm nay. Thì hôm qua thì mình cũng đã định mời bạn bạn Thơm rồi. Thế bây giờ bạn Hiền ạ, Hiền có ở đây không nhỉ? Minh Hiền ơi, em có ở đây không? Alo, mọi người có nghe rõ không nhỉ? Nghe tốt rồi anh ơi. Dạ vâng. Minh Hiền. À, nếu mà bạn Hiền không có ở đây thôi, mình xin mời bạn khác nha. Mời bạn mời bạn Tiến đi nhỉ? Nguyễn Tiến nha. Tiến ơi. Alo. Vì thời gian không còn đâu. Alo, Tiến có nói được không Tiến ơi? Chắc là bạn không nói được rồi. Chắc là bạn không nói được rồi, thế để mời một bạn nữa. Mời được mà. Mời chị cũng hết giờ rồi. À, bây giờ cũng còn 4 phút nữa, vậy thôi để cuối cùng mời chị Nga ạ. Mời chị Nga wrap up cuối cùng ạ. Xin cảm ơn bạn Oanh. Xin cảm ơn các bạn đã wrap up vừa rồi. Phải nói là mỗi một bạn đều có những góc nhìn rất là sâu sắc trong cái phần mà chúng ta vừa đọc sách về các cái cấp độ lãnh đạo. Thì mình cũng xin được nói lên một vài cái cảm nhận của mình. Ở cái cấp độ 3 thì mình rất là khác với cái ông chủ tịch. Tức là ông giám đốc kinh doanh thì đang muốn sa thải một cái anh gọi là nói viết chính tả cũng không xong nữa. Nhưng mà cái hành xử của hai người này khác nhau hoàn toàn, chứng tỏ là họ đang ở hai cấp đạo, là hai cái cấp lãnh đạo khác nhau. Ông giám đốc kinh doanh thì đang thấy vừa muốn là muốn sa thải cái người nhân viên này, và vừa thì lại muốn là rất là sợ là ông chủ tịch công ty ông sẽ gây khó khăn với lại cái người nhân viên kia. Nhưng mà ông chủ tịch, mình rất ngưỡng mộ cái ông chủ tịch, ông cái hành động của ông đó là ông viết lại một cái thông báo và cũng mắc cái lỗi chính tả như cái người bán hàng kia. Và cái thông điệp đó nói lên điều gì ạ? Nói lên rằng là họ rất thấu hiểu cái người lãnh đạo, người nhân viên của họ. Họ với cái tình yêu thương và một cái tầm nhìn của họ rất là lớn. Khi họ thấy rằng là họ có thể một cái khiếm khuyết này, như tức là họ có thể là không được học hành đến nơi đến chốn đâu, nhưng cái kết quả đó chính là cái kết quả, thì cái kết quả đó chính là cái cấp độ 3 mà nó ảnh hưởng đến người khác bởi cái kết quả. Thì rõ ràng anh nhân viên này anh ấy cũng chẳng phải học hành gì gây cao siêu, hoặc anh cũng vẫn bị những lỗi như vậy, nhưng anh đã đem lại kết quả rất lớn. Vậy thì cái chúng anh ấy cũng đã là một người ở cái cấp độ gây ảnh hưởng. Thế thành ra là mình rất thích cái hành động. Và rõ ràng là ở một cấp độ thì con người ta sẽ có những hành xử và có những cái, và chính những cái hành xử khác nhau đó thì người ta sẽ đem đến kết quả khác nhau. Và đối với cái cấp độ 4 ấy, thì mình thấy rằng là lúc này á, là nó sẽ giúp cho người ta, làm sao người lãnh đạo phải giúp được cho nhân viên hoặc là chính bản thân mình phải phát triển. Và mình là cái câu lạc bộ 5 giờ sáng của mình đây chính là một cái mà đang giúp cho chúng ta phát triển con người. Để mà chúng ta mỗi một ngày chúng ta sẽ bước lên những cấp lãnh đạo khác nhau. Như các bạn cũng đã thấy là chúng ta lãnh đạo chính bản thân chúng ta, lãnh đạo gia đình chúng ta, lãnh đạo con cái chúng ta, và cái tầm ảnh hưởng ta đến những người xung quanh trong cộng đồng. Nhưng chúng ta đã biết là một người gọi là sống nội tâm nhất thì cũng ảnh hưởng tới 10.000 người mà. Thành ra là vậy thì cái việc mà chúng ta hoàn thiện bản thân và giúp người khác, ví dụ như ngay bản thân con cái chúng ta thôi, nếu như chúng ta giúp cho con chúng ta phát triển bằng những cái điều chúng ta khích lệ hoặc tạo điều kiện. Có những người mẹ mà khi mà con mình á, là có những ước mơ mà cho rằng rất là cao siêu,
thì người mẹ hoặc người bố là coi như là dập tắt ngay cái ước mơ của con, là con không làm được đâu, con coi như là mày học dốt như thế này rồi mày lười học như thế này thì chắc là mày không thể nào làm bác sĩ, kỹ sư hay là cái gì được. Thì ngay cả những cái điều đó đó đã làm cho con mình nó coi như nhụt ý chí và nó không phát triển rồi. Vậy thì những cái rất rất bình thường thôi thì là chúng ta chính là cái sự khích lệ và chúng ta tạo điều kiện. Ví dụ như con mình đang có ước mơ đó thì mình sẽ tạo điều kiện cho con mình học hành hay bồi dưỡng thêm những cái gì đó để con mình có thể thực hiện ước mơ. Vậy thì ngay cả những người bên cạnh cũng vậy, khi mà mình thấy người ta cần một cái điều gì đó và mình có thể giúp đỡ họ ngay lập tức, hôm giống như hôm trước tụi mình được học được từ một cái chương trình là hãy cho đi, thì tức là làm sao mà mình thấy người ta có điều gì đó cần giúp đỡ là mình có thể giúp đỡ ngay, thì cái đó cũng là giúp ta đạt được cái ước mơ của người khác, thì cũng đó là một cái ảnh hưởng rất lớn. Và trong cái chương này và thực ra sau cái cuốn sách đó thì họ chị tác giả nói lên hai cái vấn đề là mình sẽ phải đi qua những cái cấp lãnh đạo và các cái kỹ năng lãnh đạo này là mình có thể học được chứ không phải rằng là tự nhiên mà nó có. Thành ra là ông ấy cũng đã chỉ ra cho chúng ta biết rằng là chúng ta phải nhận biết được là ta đang ở cái cấp độ nào và chúng ta sẽ phải rèn luyện cái gì để đạt được những cái nước thang tiếp theo. Đó là hai cái vấn đề rất là mấu chốt ở trong cái cuốn sách này. Vậy thì mọi người và cũng hướng dẫn chúng ta cái cách thực hành, đúng không ạ? Tức là bạn không phải thì ai cũng có khả năng trở thành lãnh đạo vĩ đại, nhưng mà trở thành nhà lãnh đạo hiệu quả thì ai cũng có thể làm được. Và hai câu hỏi cần phải trả lời là bạn phải cần giải đáp là bạn sẽ phát huy cái tiềm năng lãnh đạo của mình như thế nào. Vậy thì bạn có sử dụng cái kỹ năng lãnh đạo để giúp mọi người phát triển hay không? Thì đó là cái mấu chốt ở trong cái cuốn sách này. Và muốn được làm được điều đó thì bạn phải biết là bạn đang ở cấp độ nào. Và cuốn sách cũng sẽ biết là đang ở cấp độ nào thì chúng ta sẽ rèn luyện những cái gì để chúng ta đạt được những cấp độ đó và những cấp độ tiếp theo. Thời gian nó cũng hết rồi. Thực ra là mình cũng còn rất 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 nhiều điều nữa để mà muốn chia sẻ, nhưng mà thời gian cũng không để ảnh hưởng mà đến mọi người những công việc tiếp theo, thì mình xin dừng ở đây. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin cảm ơn bạn Oanh đã giới thiệu. Chào mọi người. Và để kết thúc cái buổi đọc sách của ngày hôm nay thì cuối cùng thì cũng xin mời chị Yến ạ, đọc cái công thức tự tin ạ. Mời chị Yến nha. Không, chị Minh mở clip nha. Vâng, cảm ơn chị Oanh nha. Xin phép mọi người đọc công thức của sự tự tin. Thứ nhất, tôi biết chắc chắn là tôi có khả năng để thực hiện mọi ước vọng trong cuộc đời. Do đó, tôi đòi hỏi ở tôi sự kiên trì, nỗ lực không ngừng để đạt được thành quả, và tôi cam kết sẽ thực hiện được những điều này. Thứ hai, tôi nhận ra rằng những ý nghĩa trong đầu sẽ sinh ra hành động và dẫn đến kết quả thực tế. Do đó, tôi tập trung suy nghĩ 30 phút mỗi ngày để hình dung đến con người mà tôi trở thành, muốn trở thành. Để từ đó, tôi thấy rõ trong tâm thức về con người lối của tôi. Thứ ba, tôi biết qua việc tự kỷ ám thị, những ước vọng mà tôi theo đuổi sẽ như sao bắt đầu dẫn đường cho những hành động của tôi để đạt được thành quả mong muốn. Do đó, tôi dành 10 phút mỗi ngày để phát triển sự tự tin bằng những câu tự kỷ ám thị. Thứ tư, tôi đã viết và viết rất rõ những mục tiêu quan trọng trong cuộc đời và tôi không ngừng hoàn thiện bản thân, mong muốn mang lại sự tự tin để có thể đạt được những thành quả như mong muốn. Thứ năm, tôi hoàn toàn nhận thức rằng được bền vững là nhờ vào sự trung thực và công bằng. Do đó, tôi sẽ không làm bất cứ việc gì nếu không mang lại phúc lợi cho mọi người. Tôi thành công là nhờ vào khả năng của chính bản thân và sự hợp tác của nhiều người khác. Chính vì tôi chủ trương mang lại lợi lộc cho nhiều người khác, nên tôi khiến những người khác cũng mang lại lợi lộc cho tôi. Tôi không chấp nhận sự ganh ghét, tị hiềm, ích kỷ, khinh khi. Tôi luôn cổ vũ tình yêu thương đồng loại, bởi vì tôi biết những ý nghĩ hay hành động tiêu cực sẽ không đưa tôi đến thành công. Tôi khiến mọi người xung quanh tin tưởng nơi tôi, chính vì tôi tin tưởng nơi họ, và nhất là tin ở chính mình. Tôi cam kết với những điều tôi vừa nói và nhớ làm lòng lặp đi lặp lại 2 lần mỗi ngày, với lòng tin tuyệt đối rằng những điều này sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của tôi, rằng tôi sẽ là người team elite đầy tự tin và năng lực. Rồi, xin cảm ơn bạn Yến.
Hay quá, Hôm nay chúng ta cũng đã quá mất 3 phút rồi, nhưng mà sao bây giờ thì cũng là phần kết thúc, và rất cảm ơn tất cả mọi người, và đặc biệt là cảm ơn mọi người trong đội nhóm của mình cũng đã giúp đỡ mình hôm nay để hoàn thành cái nhiệm vụ được giao, và cảm ơn tất cả các anh chị trong nhóm và trong cái tham gia ngày hôm nay thì đã cùng với mình và cũng cùng đội nhóm của mình để chúng ta cũng đọc qua cái một phần sách hết sức hay, và cái phần wrap up thì của tất cả các anh chị cũng đem lại cho mình cái sự hiểu biết sâu sắc hơn và hiểu hơn về cái chương mà chúng ta vừa đọc. Và một lần nữa thì cũng xin cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả các anh chị nha. Dạ chào cô mọi anh người. Ơi, xin cho mở clip cảm ơn cho bạn con Oanh ơi. Rất nhiều, xin alo, chào alo. Cả nhà. Alo cô rồi Anh ơi. Mở clip ha. Mở nha, rồi. Rồi, rồi, mọi người mở clip đi. Không biết mọi người coi được không? Tập trung là bí mật vĩnh chưa, cửu chưa của thấy, mọi chưa thành thấy công. Mình ơi. Bạn không cần phải có tài rồi, năng rồi, thấy rồi. Thành công. Bởi người tài năng nhất trong số những người tài năng chính là người biết tập trung. Ai cũng có 24 giờ mỗi ngày nên thời gian không hề quý giá. Thứ quý giá phải là sức mạnh của thời gian. Nếu tập trung 20% thời gian sẽ tạo ra được ít nhất 80% kết quả. Giả sử bạn tập trung 100% thì kết quả sẽ như thế nào? Tập trung không chỉ là nói có với những việc cần thiết, mà còn phải nói không với hàng trăm thứ khác, dù cho chúng có ít. Nếu cùng lúc đuổi theo hai con thỏ, bạn chắc chắn sẽ vụt mất cả hai. Người ta nói rằng nếu dám mơ ước thì ước mơ sẽ thành hiện thực. Nhưng nếu bạn không biết tập trung vào đúng việc để thực hiện, thì ước mơ đó cũng chỉ để ngắm. Mục tiêu của bạn là gì? Hãy tập trung vào những thứ giúp bạn đạt được mục tiêu đó. Khao khát của bạn là gì? Hãy tập trung cho đến khi thỏa mãn được khát khao. Khi tập trung vào cơ hội, chắc chắn chúng sẽ đến nhiều hơn. Càng chú ý vào rắc rối thì chúng sẽ càng xuất hiện. Nếu cứ dừng lại và ném đá vào những con chó đang sủa bên đường, bạn sẽ mãi không thể tới đích. Đừng nói bạn không thể tập trung vì những tác động bên ngoài. Chừng nào việc tập trung còn thuộc phạm trù ý thức thì bạn vẫn có thể kiểm soát hoàn toàn. Tuyệt đối chỉ làm những việc phục vụ cho ưu tiên hàng đầu, nghiêm khắc với bản thân và loại bỏ hết tất cả những nhân tố làm bạn phân tâm. Bạn sẽ không biết được năng lực thật sự của mình cao đến mức nào cho đến khi bạn thật sự tập trung. Rồi, cảm ơn chị em rất là nhiều. Không biết chất lượng như thế nào ạ? Rồi, cảm ơn tất cả mọi cảm người. Cảm ơn mình, rất là hay. Cảm ơn nhiều nha. Rồi. Xin chào mọi người. Hôm nay có một ngày đầy năng lực nha. Chào mọi người nha. Ngày sẽ được thâu lại và lên Boston để mọi người có thể nghe lại cái buổi của mình nha. Hôm nay mình mới thực hành. Ồ, hay quá. Để có chất lượng webinar của mình tốt hơn những ngày sau. Rồi. Ồ, hay quá. Người sẽ rút kinh nghiệm. Rồi, rồi. Rồi, tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ. Xin chào. Rồi, chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ nha.